Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Jeff Sessions đang đối mặt với áp lực ngày càng tăng, đòi ông phải từ chức hoặc ít nhất là tự loại mình ra khỏi cuộc điều tra của cơ quan ông nhắm vào những cáo buộc về việc Nga can dự trong cuộc bầu cử tổng thống năm ngoái. Cả hai nhà lãnh đạo hàng đầu của Đảng Dân Chủ trong Quốc hội, lãnh đạo khối thiểu số Thượng viện Charles Schumer và lãnh đạo khối thiểu số Hạ viện Nancy Pelosi đều yêu cầu Bộ trưởng Tư pháp từ chức sau khi tin tức cho hay ông Sessions đã gặp gỡ đại sứ của Moscow tại Washington hai lần vào năm ngoái, mặc dù ông khai trong phiên điều trần chuẩn thuận vào tháng 1 rằng ông không có liên lạc với người Nga. Ông Sessions mới tuyên thệ nhậm chức trở thành quan chức chấp pháp hàng đầu của đất nước sau khi là một trong những người đại diện phát biểu hàng đầu của Tổng thống Donald Trump trong quá trình tranh cử Tổng thống. Nói với NBC News rằng, bất cứ lúc nào thỏa đáng, ông sẽ tự loại mình khỏi cuộc điều tra của Bộ Tư pháp nhắm vào những liên kết bị cáo buộc giữa ban vận động tranh cử của ông Trump và các quan chức Nga trong chiến dịch tranh cử Tổng thống kéo dài. Tòa Bạch Ốc lên tiếng bày tỏ sự ủng hộ đối với ông Sessions khi đối mặt với những lời kêu gọi của cả phe Dân Chủ chống đối và những đồng minh thuộc phe Cộng Hòa đòi ông tự loại mình khỏi cuộc điều tra về sự can thiệp của Nga trong cuộc bầu cử. Ông Sessions đã gặp đại sứ Nga Sergei Kislyak vào tháng 7 tại một sự kiện bên lề Đại hội Đảng Cộng Hòa Toàn Quốc và một lần khác vào tháng 9 tại văn phòng của ông trong Điện Capitol.